Tính đến tháng 8 năm nay, diện tích rừng được chứng nhận quản lý bền vững là gần 322.000 ha, gỗ và lâm sản ngoài gỗ từ rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, góp phần đưa lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với giá trị xuất khẩu đến hết năm nay dự kiến đạt 1,55 tỷ đô la Mỹ, tăng 9%. Đồng thời, việc trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng nhận quản lý bền vững đã giúp thu nhập nông dân tăng lên gần 1,5 lần. Theo tính toán của ngành lâm nghiệp, rừng trồng đến năm thứ 5, thứ 6 hầu hết là gỗ nhỏ. Nếu khai thác, giá trị đạt khoảng 80 triệu đồng một hecta. Thế nhưng khi trở thành rừng trồng gỗ lớn, tức là phải sau 10 đến 14 năm trồng mới khai thác, thì giá trị có thể gấp 3 đến 4 lần. Mặt khác, việc trồng rừng gỗ nhỏ cũng đòi hỏi phải tái đầu tư chi phí giống, công trồng và có nguy cơ cháy rừng cao hơn so với rừng gỗ lớn. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có khoảng 20 đến 30% trong tổng diện tích rừng trồng sản xuất đã có chứng chỉ FSC là cho khai thác cây gỗ lớn.